Hello, xin chào bạn, chào bạn quay trở lại với channel của mình Ngắt Trưởng Sở Ta đây. Ok, đã nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ không chôn game quá đà, nhưng được sự đồng ý của các bạn cũng như các ý kiến comment đóng góp vô cùng tích cực, ngày hôm nay mình sẽ cho ra mắt bộ MV vô cùng mới. Nói MV cho nó sang chảnh thế thôi, thực tế đây là một clip nhá. Và ra đó, đại ca ra tù, phong cách đi rừng đó, vô cùng tuyệt vời. Thật sự là mình không muốn đâu, nhưng mà các bạn cứ kích thích cái sự ham muốn của mình em ạ. Đấy, ngày hôm nay mình sẽ hưng phấn, mình đánh không biết đâu đánh sẽ ra sao thì anh em hãy cùng xem theo dõi nhá. Đấy, trước hết thì mình cũng chúc anh em có một ngày mới vui vẻ đó, tràn đầy niềm vui. Bây giờ thì mình farm bình thường thôi. Đấy, đã đi rừng này anh em phải farm tới bến, farm hết mình, farm nhiệt tình ấy. Trời ơi, như vậy là có một biệt đội lâm tặc đang cướp rừng tem mình em ạ. Trời ơi, đúng là bắt nạt ông ra quá mà. Ra farm rừng rất là chậm chạp, vì thế là bị lâm tặc là phải thôi. Rồi, có bò lạc đây chứ đâu. Flottia, úi dồi ôi, lên bảng đếm số rồi. Có ngay chiến công đầu cho bạn Coolen, sổi ôi. Rồi, và dưới khu vực đường boss thì đang đánh nhau loạn tung bậy nữa rồi. Bây giờ tôi sẽ xuống tôi ganh này. Úi dồi ôi, chết hết rồi. Trời ơi, mới đầu game thôi mà đánh nhau sung quá rồi, chạy đâu. Các bạn chạy đi đâu. Rồi, luyên đi đây. Có mà chạy vào nồi nhé, rồi luôn. Như vậy là sau khi giết xong thì mình vẫn phải bỏ mạng thôi. Đấy, đúng theo cái chủ nghĩa IS anh em ạ. Đó, đánh bom liều chết. Đánh xong cái là cuối cùng là tự sát ngay tại chỗ anh em ạ. Rồi, không sao cả. Bây giờ mình sẽ tính toán sao nên đồ sao. Mình sẽ lên full phép nha anh em. Chắc chắn là mình sẽ lên full phép rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái con ra này này, chủ yếu là cái sát thương nó gây ra từ cái chiêu cấu rỉa cũng như cái chiêu ulti. Vì thế là mình sẽ lên full phép để xem một đáp của con này nó có thốn đến tận rỗ như anh em nghĩ không. Đấy, đấy thì mình sẽ pha một cách rất là bình thường thôi, như chưa có chuyện gì xảy ra anh em ạ. Đó, mới có đầu game thôi mà tem mình với lại tem bạn bên kia đánh nhau kinh quá. Từ từ xem nào. Ok, đấy, lại đánh nhau rồi. Đó, mình lại phải xuống ganh thôi, không có là chết một loạt anh em ạ. Lại trời, thằng kia nó trốn thế nọ thế kia anh em ạ. Đó, nỗi khổ của người làm clip nó vậy đấy. Đó, hay thì trời, à hay thì khen, mà không hay thì trời. Thế thôi, rồi như vậy là luyên đít. Ôi dồi ôi, mù mắt anh em ạ. Không trúng em ơi, rồi có mà chạy đi đâu. Tiếp tục luyên đít, gọi là nhắm mắt xuôi tay rồi. Đó, và tiếp theo chỉ là Toro. Đó, Toro à, thì châu gác bếp à. Mình đánh hết, ok. Rồi, hiện tại là mình đã có 3 mạng rồi, rất là xanh chuối. Nhưng mà xanh thì anh em vẫn phải gọi là farm tích cực. Đó, như năng động đi ganh hơn. Đấy, tuổi trẻ mà năng động thì ai mà chả thích. Rồi, Vrotia đã lui về rồi. Rồi, cả Nakot đã lên đây và mình sẽ phải lên luôn anh em ạ. Rồi, các bạn ơi, đó, các chú vịt ơi, rồi luôn. Đó, chống cự làm cái gì. Ok, Vrotia ơi. Ui, thằng BDB đái, chiêu của nó rất là khó chịu anh em ạ. Rồi, cứu mệnh xứ thế của Selnel đáp xuống nhưng mà không cứu được mình. Rồi, đèn quá anh em ạ. Chả biết cái chiêu ulti của Selnel nó cái gì. Nâu mình không chơi, mình quên anh em ạ. Đấy, anh em thông cảm. Có khi là mình phải học qua một cái khóa đào tạo về kỹ năng ấy. Thật sự là chơi, làm clip hướng dẫn mà cuối cùng chôn game cũng như nói chung là video về đánh quân mà lại quên skill kỹ năng của tướng ấy. Rồi tôi đến cạn lời rồi. Ok, không sao. Đấy, một cái thằng chả biết kỹ năng là cái gì cuối cùng cũng được ấy. Bò kìa. Bò đâm đầu vào trụ mình em ạ. Rồi luôn. Luyên đít ơi, bị chặn đầu chặn đít thì bạn chạy yêu. Rồi luôn, vẫn lắp cố tình lắp cái motor vào đít bỏ về rồi. Chạy khá là nhanh em ạ. Khi mà Linh đít đi vào bụi đó, núp nùm vào bụi thì được tăng tốc độ chạy khá là nhiều. Vì thế rất là khó chịu rồi. Bây giờ là ulti này. Úi dồi, không dồn chết được anh em ạ. Rất là đen. Trời ơi, thôi lùi, thôi xong rồi. Đó, một phút bốc đồng cả đời, bốc cứt rồi. Trời ơi, nghịch ngu đánh đu với đời, cuối cùng chết cả đôi. Trời ơi, ra rốt thật. Xeo leo ấy, đúng thật. Cái pha đấy mình đẩy hơi bị lỗi anh em ạ. Đẩy bạn bạn luyên đuýt vào bụi để cho bạn ấy có tăng tốc độ chạy. Cuối cùng bạn chạy được. Úi giời ơi, bị chửi là đúng anh em ạ. Ok, trời ơi. Thôi, lấy công chuộc tội anh em ạ. Bây giờ mình sẽ cố gắng em ơi. Thì nếu mà ra đi rừng thì những cái con bùa xanh ấy không cần thiết thì anh em cứ để AD farm nhá. Anh em cũng không phải lên
farm làm những cái gì nhiều, chủ yếu là đi đáo ganh cũng như farm những cái con quái như kiểu bùa đỏ này, cái con tuần lộc tuần điếc này đấy. Còn không nên farm bùa xanh nhá. Rồi, như vậy là tem bạn vẫn chưa biết cái gì và chắc chắn là các cụ sẽ ra đi trong nháy mắt mà thôi. Luindit thì đã bỏ chạy rồi, ơi còn mỗi thằng bò anh em ạ, thằng Toro. Ó, Toro ơi, Toro à, Toro ơi, Toro à, Tô ăn cứt cả, Tô nằm sấp mặt ra. Đó, trời ơi, cứ đâm đầu vào tôi làm cái gì, đớp bờ kin ngay cho mình. Trời ơi, thật sự là mình không muốn đâu. Nhưng mà các bạn ấy cứ muốn gần gũi mình em ạ, khiến mình lại phải sung sướng trong những cái mạng mình giết. Thật sự luôn. Đấy, đúng là một đại ca mà anh em, đại ca ra tù. À không, hiện tại là mình đang chơi bộ trang phục cái gì nhở, đại cái gì mà quên rồi anh em ạ, hình như là cái gì mà đại tù trưởng, đúng rồi, đại tù trưởng anh em ạ. Đấy, đại tù trưởng chứ không phải đại ca ra tù nhỉ anh em. Hơi bị lỗi, tôi có ý tưởng ý nghĩ nó hơi bị sai anh em ạ, anh em thông cảm. Rồi, mà mình thích thế cũng được anh em ạ, thích nói vậy cũng được, cũng chả sao cả. Rồi, Frostia đang cố gắng lấy cái trụ anh em ơi. Cô lần thì đã lên rồi, bây giờ mình cũng sẽ lên này. Rồi ôi, cố gắng lấy cái trụ làm gì. Đấy, và cuối cùng là nằm phưỡn ra rồi. Riêng cái thằng BD đấy nằm phưỡn ra thì mình không quan tâm. Ok, đó. Một cái vị tướng mới ra nò, trông rất là BD bê đái. Và như vậy, Jin Diêu không chim, Diêu không chim có đép được cái trụ không. Đây, bây giờ mình sẽ xuống ganh luôn cái tên Nakot anh em. Nakot mình tin chắc là vẫn đang núp nùm, đang farm quái đây đấy. Đấy, thò cái bản mặt ra rồi. Và chắc chắn là ulti lại, ui dồi ôi, lại ulti xịt rồi anh em ạ. Mù mắt tôi. Ok, đấy, cố gắng là phải tập luyện tích cực về những cái kỹ năng. Đấy, nói chung là vị tướng này mình chơi ít cho nên việc tung kỹ năng nó khá là khó anh em ạ. Đấy, rồi luôn. Nói chung là để chơi được vị tướng này thì anh em cũng phải tập luyện một quá trình nó cũng hơi dài đấy. Bởi vì con này đánh nó vô cùng nhún nhảy anh em ạ. Đó, nó cứ bầy nhảy ấy, nó cứ nhảy nó nhún em ạ. Chả hiểu có ai bật nhạc đâu mà ông cứ nhảy đấy, biến về cũng nhảy luôn. Ok, hiện tại mình đã lên được 3 món đồ rồi, sắp hoàn thành cái món đồ cái bộ đồ phép gì, cái giọt nước gì ấy. Trời ơi, thật sự là quên hết rồi anh em ơi. Ok, đấy, thì hiện tại là đồ rừng mới tích được 7 cái nội tại. Ôi chúng đôi này, chúng mà chắc chắn là có mạng đó. Anh em thấy gì chưa, đúng một bộ combo là AD sẽ phải lên bảng điểm số, đó là sức mạnh của Ra. Đó, Ra đáp kích hội nghị. Ok, đó, những cái ông bạn chơi cùng mình cũng toàn nói cái con này nó chính là Ra đáp kích hội nghị, vì thế mình cũng nói theo thôi đấy, nôm na thế thôi. Ok, bây giờ bò ơi, bò là quẩy cùng các bạn của tôi. Rồi, từ từ các bạn đây. Đấy, này, ulti này, đó, căn cả rồi. Đợi nó hết cái hiệu ứng của chiêu 2 đó, mình bị ulti về anh em ạ. Đấy, khá là ổn luôn. Rồi, bây giờ là nhân cơ hội là rừng bạn không qua đây, mình sẽ vơ vét hết, cướp hết nguồn tài nguyên anh em ơi. Rồi, đáp lại, ui dồi ôi, không có mạng, ui dồi ôi. Trời ơi, đáp toàn xịt thôi. Đấy, thì dạo gần đây mình đọc rất là nhiều ý kiến comment của anh em, có thử thách mình làm những cái video ý tưởng vô cùng mới mẻ, chôn game. Thì thật sự là mình chỉ đọc những cái mình chỉ rep lại những cái comment nó vô cùng tâm huyết thôi. Đấy, và mình cũng muốn làm hết cơ, nhưng thật sự là không có thời gian đẹo nào anh em ạ. Đó, tuổi trẻ mà, thanh xuân mà, cái gì nó cũng có hết thôi anh em ạ. Đó, xíu xíu thôi à. Vì thế này anh em, những anh em nào mà muốn thử thách mình thì hãy comment nhiệt tình nhá. Đừng có lười mấy anh hai. Đấy, tích cực quay tay, ấy lộn, tích cực comment vận may sẽ đến thôi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình lên đáo ganh thôi. Rồi, Cullen đang tàng hình, Cullen có giết được Diêu không? Diêu không chim đã bị xẻo. Ấy, Diêu không chim đã sấp mặt rồi, chấm dứt ngay. Đó, ăn được mạng chấm dứt là rất là nhiều tiền nha. Ok, bây giờ, ui thôi, chuẩn 36 kế, tôi chuẩn là thượng sách. Đó, bỏ mặc Luingit anh em ạ, bỏ mặc Ingit, bỏ mặc đồng đội. Và như vậy là AD đã ra rồi, cùng với tem mình đã ra, và chắc chắn là tem bạn sẽ phải chết thằng loạt ở đây anh em ơi. Này thì na này rồi luôn. Đó, phơi cái mặt ra để mình đáp, khổ lắm cơ. Còn mỗi bò, Toro gắp bếp, đó, thịt trâu gắp bếp rồi. Cuối cùng cũng phải sấp mặt. À, vẫn còn bạn Frostia nữa anh em ơi. Bây giờ mình sẽ ấy, chưa kịp ra thì AD đã bắn cho sấp mặt rồi anh em ạ.
Hiện tại là AD rất là xanh nhá, vì thế là cái trận đấu này nó cũng không có việc gì phải băn khoăn anh em ạ. Vì thế mình sẽ tiếp tục mình đi farm thôi. Mình đã lên được một cái món đồ hút phép, vì thế là dùng kỹ năng vào quái cũng như lính thì sẽ được hồi máu nhá. Nhưng mà thật sự là hồi rất là ít. Vì thế là mình khuyên thật là anh em là cũng phải ép cho cái vị tướng này một vài cái viên hút máu để never đầu. Ok. Đó, chim chim cu cu đã. Đó. Chim lại đâu là anh em phải ăn đến đấy nhá. Đó, mà hết chim thì chim lại mọc tự lại từ đầu anh em ạ. Vì thế là hình như là không biết là một trận đấu thì mọc ra bao nhiêu con chim. Mà yêu cầu anh em phải ăn nhá. Anh em phải ăn thì chim nó mới mọc tiếp được. À mà bình thường. À nhầm. Bình thường anh em ạ, bình thường thì chim nó vẫn có thôi. Ok, thôi không nói về cái vấn đề chim chim cu cu nữa. Bây giờ mình sẽ đánh thôi. Ok, bây giờ làm sao? Nào, nào các bạn ơi, phơi hết mặt ra đây, thôi xong tôi rồi. Trời ơi. Tiếp tục nghịch ngu đánh đu với đời khiến tôi lại sấp mặt rồi, úp mặt vào sông quê anh em ơi. Mình cứ tưởng là ulti cái pha đấy là dồn được hết sát thương cơ, nhưng mà ai ngờ đâu, bạn Jill, bạn ulti thế là mình chỉ trúng được cái bạn bạn gì gì ấy thôi. Đó, rất là đen. Mà thôi đen, đen thôi đỏ quên đi. Ok. Đó. Rồi AD lại bị bắt. Bắt như thế này thì có mà chạy. Đấy. AD bây giờ là cần phải bột cần kiểu một cái bờ vai, đó một bờ vai của bạn support để bạn nâng đỡ. Chứ tình hình này mà bị nhảy nó một cái là bị bắt là chỉ thôi. Đó. Chỉ có lên bàn thờ ngắm gà quả thân thôi chứ làm được cái gì. Ok. Rồi. Đấy, hiện tại là 14 và hỗ trợ 4 rồi. Một cái chỉ số ADK cũng tạm được ý mạng. Đấy, sự là mình chơi ít nhưng mà chơi được vậy là được rồi. Bảo kê tao. Rồi, ấy, đắp bừa cũng có người ở trong đây này. Đấy, chú ý là chơi vị tướng này ấy, thì anh em hãy cố gắng là đáp. Cố gắng là đáp rồi luôn. Na bất lực và âm thầm chịu đựng. Đấy, thôi chạy này, đó ulti chạy. Anh em cố gắng đáp vào những cái bụi cỏ nhá. Để biết đâu, đó biết đâu bất ngờ trong đấy lại có hàng. Đó, vớ vẩn lại lụm lúa được như chơi. Ok. Nói chung là cuộc đời, cuộc sống mà anh em chưa biết trước được điều gì nó sẽ xảy ra. Vì thế chúng ta cần phải nghịch ngỗ. À quên, chúng ta cần phải gọi là chấp nhận anh em ạ. Đó. Ok, biến về cái đã. Đấy, thật sự là lên đồ như thế này thì ra của chúng ta rất là khỏe. Đáp rất là đau. Nhưng mà ngược lại thì máu rất là mỏng. Mỏng như Diana thôi. Ok. Đó. 24 và tem bạn 22. Nói chung là ơi thôi xong tôi rồi. Thôi thả cháu chuối tôi. Trời ơi. Lại nghịch ngu đánh đu cây cột địa anh em ạ. Lần này là thôi. Chết là xứng đáng em ạ. Bởi vì mình quá là hổ báo cáo trồn. Trong khi đó mình đã biết là bạn kia có ulti nhưng mà mình vẫn chơi. Đấy, cái chết này, cái chết sai lầm mình các bạn, cái chết đáng phải lên án. Ok, các bạn chết hai rồi. Trời ơi, na để nẻ kìa, mấy bạn của tôi ơi, về xem nào, về xem. Đó, vị tướng na này rất là cơ động, vì thế là anh em nhảy được cái mà không để ý này. Nói chung là thua như chơi các bạn. Đã có nhiều trường hợp em không để ý, na mới đẩy một mạch thua luôn. Đấy, ok. Nhưng mà trong trận đấu này thì có một bạn support đánh rất là ổn anh em ạ. Vì thế là cũng đỡ phải lo lắng. Đó, mọi lo lắng buồn phiền xin được giấu lại. Ok, tiếp tục đánh thôi. Ăn con bùa đỏ máu chảy về tim, đấy chưa. Tầm này farm rất là nhanh luôn anh em ơi. Đó, đó ra đi rừng là có thật anh em ạ. Đấy thì đây là một clip giải trí nhá. Vì thế là mình cũng không khuyến cáo anh em học theo. Học theo là bị chửi summoner, anh em lại bảo tôi thằng này truyền bá văn hóa phẩm đấy, những cái gọi là phí vật thể, những cái điều nó không hay ho gì mà nó lại truyền bá. Đây là mình làm giải trí thôi nha anh em cũng biết rồi. Trên kênh của mình thì rất là nhiều những clip giải trí có liên quan đến chôn game lên đồ này, rồi những cái biệt đội này. Ôi giời ơi, thấy chưa, đẩy dầu nhớt đây và đẩy, chỉ có đẩy thôi là có mạng rồi anh em ơi. Ấy Diu ơi, trời ơi, không giết được Diu anh em ơi. Thôi xong rồi. AD có giết được không? AD chết rồi anh em ơi. AD có giáp hồi sinh, AD vẫn đang bắn. AD có chết không? Cố gắng cứu AD kìa. Rồi, AD hay lắm anh em ơi. Ở trong trận đấu này AD được tung kỹ năng đấy, được bắn tự do anh em ạ. Rồi, chạy này. Rồi ôi. Nó chạy nhanh quá anh em ơi. Tốc độ lao như Titan anh em ạ. Đó, chạy rất là nhanh.
Thôi, cũng phải lên phá trụ kết thúc game cái đã chứ để lâu cứ trâu á bùn. 15 phút đồng hồ của tôi rồi, tôi bình luận rã cả mồm ra. Đó, sái cả quay hàm, nhưng mà vẫn chưa cho tôi kết thúc game rồi. Cứu mệnh xứ thế đã được đáp. Và như vậy là chắc chắn là clip sẽ kết thúc tại đây. Và như vậy là tôi đã chết rồi. Trời ơi. Ai ơi, ai đó cho tôi một lời động viên đi. Tôi thề luôn, tôi đã chào khán giả rồi mà cuối cùng vẫn chưa thắng được em ạ. Đó, nói chung là trận đấu này vẫn còn tùm lum bò loa, còn chán, vẫn chưa kết thúc được. Đó, thủ ạ. Chưa thủ đã, thủ cái kiểu này mà cái này chỉ cần đi chung thôi, bởi vì mình team mình có AD mà. Đó, combat rất là ổn. Ok, team bạn thì Lundit thì về lết. Vị tướng Lundit về lết nó không khỏe bằng vị tướng Theolat. Rồi, như vậy là Cullen đang định bắt theo Lundit nhưng mà không được. Lundit có chiêu gọi là soi sáng em ạ. Vì thế là Cullen kể cả có tàng hình thì cũng bị hiện nguyên hình. Đấy, mình nói thế thì chắc anh em cũng hiểu rồi. Không hiểu nữa thì tôi đến là cạn đời luôn. Rồi, đáp này. Đó, mỗi phát đáp thôi là team tôi lại dụng anh em ạ, bởi vì cái lực đam nó quá là mạnh. Đó. Ok, đáp lại rồi luôn. Đáp lại làm sao? Làm sao? Làm sao? Úi giời ơi. Đáp cho sướng quá, chạy cưng cưng tưng. Đó, chạy tưng 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 anh em ạ. Đó, đúng là na cốt. Rồi, Frostia đang vào để trụ. Bây giờ mình sẽ cần phải đánh chắc cú cái pha này anh em ạ. Không nên liều lĩnh. Liều lĩnh là chết đòn thôi. Đấy, đẩy cao quái này. Đẩy quái về này. Đáp này. Úi. Rồi. Đấy, trời ơi, tem bạn ồ ạt hết trên đây rồi. Đang có ý định thắng ư? Phải chăng đây là một pha lật kèo? Không thể thế được anh em ạ. Đấy, trận ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hư cấu vậy? Trời ơi, sao lại chết tôi? Trời ơi. Tôi thề luôn, tại sao một đam của cái thằng Lundit nó lại mạnh thế vậy anh em ạ? Còn ra nửa cây mà cuối cùng lại chết được thôi kìa. Đếp lính đi ông Mít ơi, trời ơi, ông fit lên fit xuống 1-8 rồi, cố gắng nào. Đấy, nói chung ai cũng có lỗi lầm mình các bạn. Đó, chuộc lỗi đi. Đấy, chuộc lỗi đi, chuộc lỗi đi. Cố gắng đi theo tem. Ok, đó đây là một game gọi là đồng đội mà. Game đoàn kết, đó nói chung là đoàn kết thì cái gì nó cũng làm lên cả. Cá nhân cũng có mà đoàn kết cũng có. Đấy thì anh em phải, đấy. Đừng AFK nhá. Trong cái giai đoạn nó nhìn gọi là ngàn cân treo sợi bún như thế này mà bạn lại làm đập vào mắt mình hai cái từ AFK không được không? Lên đánh đi Lundit ơi. Rồi. Như là mình trách nhầm bạn ấy. Bạn ấy chắc là hơi lag tí thôi. Không phải AFK. Thôi xong tôi rồi. Thôi, đó ulti chạy cái đã. Đó chắc cú. Thôi chứ tầm này mà tôi chết nữa thì nó quê quá. Ok. 12 chết 7 và hỗ trợ 11. Thì mình đã thực hiện cái ý kiến comment của bạn đưa ra cho mình. Đó chính là bảo mình nên dừng. Thì theo mình đánh giá là vị tướng này cũng có thể đi dừng. Nhưng mà anh em không thể đi dừng vào những cái rank gọi là cao thủ những kim cương như mình nhá. Không nên nghịch dại nhá. Đấy, nghịch dại là chết đòn thôi. Ok, ulti này. Đấy, mình là một người làm video. Vì thế là mình làm cái ý tưởng này để phục vụ nhu cầu của các bạn thôi, đó giải trí của bạn thôi. Đấy, nói chung là chỉ cần các bạn thích là mình là được hết ấy. Là được hết thôi. Ok. Rồi và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Thì các bạn nếu thấy hay cũng như thấy hưng phấn thì hãy để lại cho mình một like cũng như một comment, một chia sẻ bên dưới nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em những clip tiếp theo. Tôi yêu tất cả các bạn.